Cái phim đấy anh định bỏ trận đấu vừa không vừa sẽ không vừa à, trận ngâm 4 vào đây không vừa ấy găm được bên thì bên thỏ mẹ trong giữa này anh phải cho nên cái chân dạ. Anh ngồi chiếc nên cho nó đi nó cắm nó không bị dần dần nó dày nhà nó nóng ấy cái bên đây này cái bụng này anh tráng một chiếc một tráng y thôi đem gì cho nó không bị gì không bị đi nó cắm ấy không bị nóng ấy. Không sẽ yên lòng kiểu hàn vào đúng không? Không khó hả? Đau xì xò xuống mẹ kêu lắm luôn.
thì cái vỏ hành hơi chán đấy. Thích nghi với môi trường sống nhỉ. Điện. Sửa iPhone em nhìn thấy nó câu khủng chưa? Đạt trước, trình độ này chưa? Trước bọn nó câu về màn hình anh. Câu về đoạn chân màn hình ấy. Nhưng mà cái này nó còn dày hơn. Mà em nhìn thấy là lớp lọ chồng lớp kia này. Nó câu một lớp nhá, nó cũng bôi keo nhá, xong nó câu lớp khác chồng lên này. Khủng chưa? Đã cập nhỉ. Đấy, bây giờ nó còn nó sửa nó ngày xưa mắt thường nhìn thấy bây giờ phải xoay kính hiển vi nó mới câu được, cái tay của nó tự làm nó quen rồi ấy. Nó câu quen rồi nó cảm nhận nó chuẩn. Cái này hết cả pin thì sao? Như chuối chắc là nó đứt mạch mên hay sao mà nó câu kinh khủng nhỉ? Nó là dưới gầm con IC vì lý do gì đấy nó quét ra nó đóng IC không được nó kinh nhỉ, đẳng cấp thế. Chất thật đấy. Ở thằng nào đấy anh? Ba nó chỉ bóng đến là cao nhất rồi.